Chào cả nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì Nhung sẽ làm một ly cà phê, ly cà phê của Trung Nguyên, Legend Classic, thế hệ cà phê hòa tan rang xay đặc biệt, hương vị cà phê rang xay mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ các chị sẽ cùng với Nhung pha tách cà phê này nhé, 3:1 này, cà phê hòa tan kết hợp với cà phê rang xay nhuyễn. Đó. Và Nhung đã bóc ruột để pha cho nó dễ. Thành phần thì bao gồm là có đường này, bột kem này, rồi hỗn hợp cà phê hòa tan này, rồi cà phê robusta này, cà phê rang xay nhuyễn này, muối iốt này, hương cà phê tổng hợp này. Và cách pha xem nào, có cách pha không, cách uống. Và một gói cà phê Trung Nguyên Legend Classic dưới 75% nước nóng, quấy đều và thưởng thức. Cách thứ hai đó là 75 ml nước nóng 80 đến 100 độ và uống đá thì hòa cà phê hai gói cà phê này với 75 ml nước, rồi sau đó thì cho khoảng 100 gram đá vào và thưởng thức. Thì bây giờ hôm nay chị Nhung sẽ uống nóng nhé. Buổi sáng ngày hôm nay Nhung sẽ uống nóng. Bây giờ là bình siêu tốc đây. Bình siêu tốc đang đun sôi sình sịch luôn. Rồi. Buổi sáng ngày hôm nay thì Nhung đã ăn sáng rồi này, uống trà, uống nước chanh mật ong thải độc vào đầu giờ sáng rồi này. Và bây giờ thì đến tầm này là tầm 8 giờ Nhung sẽ uống một ly cà phê. Bởi vì Nhung đã ăn sáng rồi, sáng xong rồi sáng nay thì Nhung đã ăn mì nấu với cả trứng với rau đó. Thế và bây giờ thì cái bình nước nó chuẩn bị sôi rồi nhá. Thì đến 9 giờ mới khai giảng, do đó thì Nhung đã có hẳn một tiếng để dành cho cái cá nhân của mình. Mọi người sẽ chờ Nhung nhé. Thì ở đây một chiếc chén nhỏ xinh màu trắng tinh, mình rất là thích, mình rất thích màu trắng. Một chiếc thìa nhỏ xinh đó, Vina cà phê. Và sau đó thì bây giờ thì cái nước đã sôi rồi, đã sôi sình sịch rồi nhá. Người nghe thấy tiếng nó sủi ầm ầm chưa? Đó, và khi mà cái nút nó tắt thì Nhung sẽ lấy một chút nước nóng giống như kiểu mình rửa qua cái cốc này đi. Đó, mình rửa qua cái cốc này và mình cũng làm cho cái cốc này nó sẽ nóng hơn. Đó, mình đổ đi. Đó, tiếp theo là cái cách tiếp theo mà thực ra Nhung học được cái cách pha cà phê này từ một người bạn của mình. Đó là Nhung sẽ cho cái gói cà phê này vào đây để pha ngon nhé. Thì mình sẽ hôm nay Nhung sẽ pha cả một gói, cái buổi sáng mà Nhung sẽ pha một gói sao hết. Thế vào để pha ngon thì mình sẽ không cho nước nhiều ngay lập tức mà mình chỉ cho một chút xíu thôi. Đó, một tí, một chút thôi, gọi là thôi ạ. Đó, sau đó việc tiếp theo đó là mình sẽ đánh nhuyễn các hạt cà phê, nó va đập vào nhau, va chạm vào nhau và nó sẽ làm nó tạo ra nó sẽ làm cho cà phê của mình nó sẽ mịn hơn, sánh hơn. Và cái mùi cà phê nó bốc lên rất là thơm. Rất là thơm anh chị ạ. Đó. Và ngày xưa thì Nhung không biết cách pha thì Nhung cứ cho cả một cốc nước vào. Xong rồi bắt đầu đổ cà phê vào. Và nó cứ nói chung là mùi cà phê, cà phê một nơi và nước một nơi. Nó không tạo ra cái vị cảm giác nó đặc sánh như thế này. Đó. Chị thấy tuyệt vời không? Đó. Quá tuyệt vời luôn ạ. Đấy, và Nhung cứ đánh như thế này thành một vòng tròn để cho các hạt cà phê nó va vào nhau tạo ra một cái lực ma sát đấy ạ. Thơm quá. Và trong cái quá trình là mình pha như thế này thì mình cũng gần như là mình được thưởng thức ấy. Mình được thưởng thức cái mùi cà phê và mình cảm nhận được cà phê nào ngon
ngon hơn cà phê nào, ngon hơn ở điểm gì và có những cái đặc điểm gì nó khác so với những cái loại khác. Thông thường thì mọi người có thể thích uống có thể thích mọi người thích uống lạnh, tuy nhiên thì buổi sáng thì Nhung thường thích uống nóng, mặc dù là trong tủ lạnh của Nhung cũng có đá đấy ạ, có chế độ làm đá rất là ngon rồi ạ. Nhung đã đánh được khoảng độ 2-3 phút rồi, siêu tuyệt vời đúng không ạ. Và đến bây giờ thì bắt đầu mình mới chế thêm một chút nước. Đó, chế thêm một chút nước nữa. Đó, tại sao lại phải cầu kỳ như vậy? Tất cả thì nó cũng là bí kíp ạ. Đấy, và đây là thú vui tao nhã của mình khi mà thưởng thức cà phê tại nhà. Oh, thơm quá luôn. Và bây giờ thì mình đã có một ly cà phê rất là ngon rồi ạ. Xin mời cả nhà. Và Nhung thích uống đặc như thế này. Còn nếu anh chị mà thích uống lãng thì có thể cho thêm nước nữa, cho thêm khoảng một chút nước nữa như cái vừa rồi của mình thì cũng đỡ, nó đỡ đặc hơn. Thì Nhung sẽ cho thêm một chút nhá, vì sợ nó đặc quá. Rồi, tuyệt vời không? Rồi, xin mời cả nhà. Và bây giờ thì Nhung đã có một ly cà phê. Mặc dù sorry mọi người, mình hơi bất cẩn, mình đã làm bắn cà phê tung tóe ra. Thế nhưng mà thực ra thì Nhung cũng diễn tả rất là chân thực, không màu mè hoa lá đâu ạ. Đó, cái cốc cà phê trông nó hơi lem nhem một tí, nhưng mà có thể là nó là gọi là thành quả của Nhung sau rất là nhiều ngày. Nhung cũng lâu rồi không uống cà phê, và hôm qua bắt đầu uống cà phê. Đó. Và đúng là cái giai đoạn mà mình uống cà phê cũng phải là giai đoạn mình khỏe một chút thì mình mới uống được đấy ạ. Và bây giờ thì xin mời cả nhà nhé. Nhung sẽ đặt nó lên bàn và để thưởng thức một ly cà phê thơm ngon. Đó, tuyệt vời. Mời cả nhà nhé. Chúc cả nhà một buổi sáng thật nhiều niềm vui nha.